Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ cùng quý vị cách để tải cái ứng dụng Authy trên điện thoại smartphone. Thì tiếp theo, ở video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để đồng bộ Authy từ điện thoại sang máy tính. Để tránh những trường hợp quý vị mất điện thoại. Rồi, thì quý vị hãy vào trình duyệt google.com này. Ở ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là Authy. Đây, KTV chọn luôn là Authy PC này. Rồi, quý vị hãy vào cái trang authy.com. Đây, KTV chọn luôn cái download Authy này. Rồi, quý vị kéo màn hình xuống, quý vị chọn đến cái phần desktop đây này. Đó. Để download cái Authy này về cái máy tính của quý vị. Rồi, quý vị để ý đến cái Mac OS có cái mũi tên trỏ xuống, quý vị hãy chọn là Windows 32 hoặc là 64 bit. Đó. Vậy thì làm sao để quý vị có thể biết cái máy tính của quý vị chạy cái Win 32 hay Win 64? Thì đây, quý vị hãy vào cái Git Computer này, quý vị kích chuột phải và chọn Property. Đây, thì quý vị tìm đến cái phần System Type này. Đây, thì cái Win này là 64 bit, nên KTV sẽ chọn là 64 bit, ok chưa? Đó, rồi. Sau khi chọn xong thì quý vị kích vào download này để tải nó về này. Ok, và quý vị chờ khoảng độ 3 phút đây này, Authy nó đang được tải về. Có rất nhiều trường hợp mà quý vị đã bị mất điện thoại hoặc vô tình để điện thoại vào tay người khác cho các cháu trẻ con họ chơi, họ xóa mất cái Authy của quý vị trên điện thoại smartphone. Cho nên là quý vị không biết cách nào để đồng bộ hoặc là để lấy lại cái dữ liệu mà quý vị đã cài. Thì ở cái video này, quý vị nên đồng bộ một cái Authy từ điện thoại sang cái máy tính để tránh những trường hợp mất dữ liệu. Quý vị chờ khoảng độ 1 phút nữa.
Ok, vậy là cái Authy Desktop đã được tải về đây này. Quý vị để ý này. Rồi bây giờ quý vị bấm luôn vào để cài đặt này. Rồi. Ở cái phần country, quý vị hãy tìm đến cái quốc gia là Việt Nam. Việt Nam này, cộng 84 này. Rồi, cái ô phone number, quý vị nhập cái số điện thoại mà quý vị đã đăng ký cái Authy ở trên điện thoại smartphone vào. Quý vị lưu ý bỏ số 0 ở phía trước đi. Rồi, nhập xong quý vị chọn next này. Ở ô này, quý vị chọn là SMS đi. Rồi, quý vị mở điện thoại lên, mở tin nhắn lên để lấy cái mã số được gửi vào tin nhắn của quý vị này. Ok, đó, khi quý vị nhập chính xác số điện thoại và cái mã họ gửi về thì tự bật động tất cả các ứng dụng, các mã Authy sẽ được hiện lên đây. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ quý vị hãy vào setting này. Setting. Quý vị chọn account đi. Đây, cái phần này là phần quan trọng này. Quý vị để ý đến cái từ authenticator. Đó, đây để backup ngày hôm nay này, quý vị chọn vào cái enable này, enable. Rồi bây giờ quý vị hãy nhập cái mật khẩu mà quý vị đã cài đặt ở cái Authy trên điện thoại smartphone vào đây để đồng bộ dữ liệu này. Rồi, nhập xong quý vị chọn enable này. Ở ô này quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, nhập xong quý vị cũng chọn confirm. Đó, ok, quý vị thấy chưa? Đó, tất cả các dữ liệu nó đã được backup lên đây này. Rồi, và quý vị có thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này để ủng hộ KTV. Và quý vị hãy click vào like, share và chia sẻ video. KTV xin kết thúc video tại đây.